Phim mới chấm nét vi phạm bản quyền ở tầm quốc tế. Luật sư Phan Vũ Tuấn hiện là phó chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, người đã dành 10 năm để theo dõi, hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm doanh nghiệp nội dung trong và ngoài nước. Trong buổi phỏng vấn ngày 20 tháng 8, luật sư Vũ Tuấn nhận định vụ việc phim mới bị khởi tố là tín hiệu đáng mừng cho ngành sản xuất nội dung tại Việt Nam. Phim mới .net nổi lên ở Việt Nam từ những năm 2010. Sau khoảng thời gian dài hoạt động, trang này đã đổi tên miền vào khoảng tháng 4 năm 2020. Theo trang web thống kê lượng truy cập Alexa, tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2018, phim mới có thứ hạng 15 tại Việt Nam và 2.182 trên toàn cầu. Trang web này ước tính có khoảng 50 triệu khách truy cập hàng tháng. Đến năm 2020, sau hàng loạt chính sách chặn truy cập của nhà mạng, vị trí của phim mới .net là 832 trên toàn thế giới và đứng thứ vị trí 27 trong toàn bộ website trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Theo dữ liệu từ Similarweb, đã có sự tăng trưởng 22% trong tổng số lượt truy cập kể từ tháng 4 năm 2018, từ 41,1 triệu lên 55 triệu vào tháng 6 năm 2018. Trong đó, 95,62% lưu lượng truy cập đến từ Việt Nam. Phim mới đã cung cấp quyền truy cập vào nhiều nội dung vi phạm, cả phim điện ảnh và phim truyền hình, bao gồm nội dung phim từ các hãng Hollywood. Tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2018, phim mới có thư viện gồm 3.830 tựa phim điện ảnh và 2.697 phim truyền hình, bao gồm các tựa phim Hollywood mới phát hành. Trong đó, một số phim chưa được phát hành ở bất cứ đâu trên thế giới. Nội dung mới luôn được cập nhật bổ sung thường xuyên trên trang web này. Theo giá thị trường quảng cáo đen, phim mới thu phí một ô quảng cáo lên đến 25 triệu đồng một tuần. Một đoạn TVC trước khi chiếu phim cũng có giá 20 triệu đồng trên 1.000 lượt xem. Sau khi trang web phim mới chính thức bị khai tử vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, chúng tôi ghi nhận những nhân vật đứng sau website phim lậu này không chịu dừng lại, mà còn cho ra đời thêm nhiều tên miền mới như phim mới Z.net, phim mới ZZ.net, phim mới ZZZ.net và phim mới.com, phim mới.org, phim mới.tv, phim mới bi. Ngoài các dữ liệu được ghi nhận trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nói trên, phim mới còn được biết đến ở một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Canada và Hà Lan. Nếu xét về số liệu các tác phẩm điện ảnh mà website phim mới đang lưu trữ và vi phạm thì website phim mới là website vi phạm mang quy mô tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra, trang web này còn có doanh thu quảng cáo từ các nguồn khác như Google Ads và Pop Ads, tổng nguồn thu của các trang web lậu là một con số khổng lồ thị trường phim lậu tại việt nam hiện nay có thể nói là rất sôi động và chuyên nghiệp hiện tại việc xây dựng các website phim lậu đang được các cá nhân tổ chức vi phạm xem như là một phương thức start up để nhanh chóng kiếm tiền mà không cần vốn hành vi của phim mới là khai thác sao chép sử dụng trình chiếu truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng không được phép của chủ thể và quyền kinh doanh quảng cáo sản phẩm nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn Người thực hiện hành vi có thể bị xử lý về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự, với không hình phạt cao nhất có thể lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng. Ngoài ra, người này còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.